Chào mừng anh chị em tiếp tục quay trở lại với Hoàng Nam Audio. Trước mắt anh em là hai sản phẩm lọc xì đến từ thương hiệu Peeler, có mặt phay nhôm màu trắng rất đẹp anh em nhé. Đấy, hai em này thì bên em lại tiếp tục về được một số cơ số em SG100. Hiện giờ thì em đang về được 6 em nhé. Đấy, thì là em tiếp tục dọn và gửi đến cho anh em dần dần. Nếu như anh em thợ nào đến thì có thể tự chọn và dọn anh em nhé. Đấy, thì giá của sản phẩm này thì bên em vẫn đang bán ra với giá rất là ưu đãi, rất là tốt trong cái thời điểm này để cho anh em chơi Tết nhé. Giá chỉ có 4.500.000 một em với hình thức đẹp cáu cạnh như này. Anh em nhìn thấy không ạ? Rất đẹp, mặt phay nhôm trắng, rất thích hợp để ghép với các em âm đi Peeler. Mặt trắng như này, chuẩn size luôn anh em nhé, không phải lo lắng là có vừa cái chiều ngang này không. Em này thì chuẩn size 42, cao 9,5, sâu 27, máy chạy điện 100 và có công suất tiêu thụ là 10W anh em nhé. Anh em nhìn qua thì em này rất là giống em SG550 với phiên bản xuất Mỹ, chạy điện 120V. SG550 thì có thêm một cái viền màu ghi. Vậy thôi, vẫn 14 cần chia đều cho hai kênh và sử dụng hai cổng đầu vào, tép và monitor, có đèn led độc cần sáng rất là đẹp. Tất cả các sản phẩm của bên em thì có đều được bảo hành miễn phí 100% trong vòng 6 tháng đầu tiên nhé. Ngoài 6 tháng, nếu như em cần liên hệ hỗ trợ kỹ thuật, nếu không may xảy ra lỗi thì cứ liên hệ với em nhé, và em sẽ bố trí sắp xếp để xử lý cho anh em. Đấy, máy này được không ạ? Rất đẹp anh em nhé, góc cạnh và đặc biệt máy rất là trắng sáng anh em nhé. Có rất là nhiều các em mặt phay nó bị xỉ, nó chuyển sang màu đục, còn nguyên bản của em này và em SG540 là màu phay nhôm trắng này, máy rất là đẹp. Giá chỉ có 4.500.000 mà em vẫn bao ship cho anh em nào chuyển còn đủ nhé. Còn nếu như cốt thì đặt cọc và em không bao ship, đấy là nguyên tắc của bên em rồi. Và em vẫn nhấn mạnh một điều là bên em chỉ ship cốt có cọc đến hết ngày 20/12 âm lịch anh em nhé, để anh em có thể bố trí sắp xếp lựa chọn mua cho mình một sản phẩm tốt nhất. Đợt tới này thì em vẫn sẽ tiếp tục lên với các cái series nọc xì rất là nhiều. Hiện giờ thì nếu như model của Peeler thì bên em đang có sẵn SG100, SG540, SG550, SG60, Peeler CI7 nhé. Một trong những em rất là đình đám của dòng Peeler. Anh chị em quan tâm thì có thể liên hệ với bên em để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cũng như là mua hàng. Anh chị em xem video thì đừng quên cho em xin một lượt like để tăng cái tương tác cũng như là được cập nhật nhiều các sản phẩm mới nhất của bên em. Cho bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn vào đăng ký kênh. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Địa chỉ xem hàng của em tại số 22 ngõ 30 phố Chùa Vua, Chợ Rời Hà Nội, cách cổng chợ khoảng 50m anh em nhé. Anh chị em quan tâm thì hãy gọi điện trước cho em để được đặt hàng. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Chào anh em.